sắp sửa được xem một cái điều gì nó cũng khá đặc biệt. Nó không phải là một cuộc phỏng vấn, nó là một cuộc mạn đàm giữa hai người thuộc về hai thế hệ khác nhau, nhưng mà cùng quan tâm về cái tình hình đất nước và muốn lần lượt nói chuyện lại về những cái giai đoạn đó, đặng để cho những cái tuổi trẻ, những thế hệ về sau đó là biết được rằng là những sự gì xảy ra. Và một số những người trong cuộc đó đã phải giải quyết cái vấn đề của đất nước nó như thế nào. Thì chúng tôi là Nguyễn Xuân Nghĩa. Thế và có người khách quý. Đó là cựu đại sứ Bùi Diễm. Và ông Bùi Diễm đó là trong cái chốn thân tình với lại gia đình chúng tôi đó là từ nhiều năm rồi. Thì lần này đó là ông qua bên California để chuẩn bị một số những anh em cái giới trẻ hai thế hệ về sau đó là tái bản cái cuốn Gọng Kìm Lịch Sử. Nó đã xuất bản năm 2000 và năm nay là 2017. Đó là cuốn tiếng Việt. Còn trước đó thì cách đây cũng đã 30 năm rồi, đó là cái cuốn In the Jaws of History. In the Jaws of History do ông Bùi Diễm viết cùng với lại nhà báo là David Chanoff, kể lại những cái chuyện ngày xưa. Thì tại sao nó là gọng kìm lịch sử? Là tại vì nó là cái hoàn cảnh gọi là hơi éo le, đầy mỉa mai của những người quốc gia. Thì hôm nay đó là hoàn toàn cái phương thức của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nó hoàn toàn nó là mạn đàm, nó gần như là hai thế hệ nói chuyện trong gia đình với nhau, nhưng mà muốn nói chuyện đó là đặng để cho các cái thế hệ về sau biết được những cái gì đã xảy ra. Cảm ơn ông Bùi Diễm. Vâng, tôi cảm ơn anh Nghĩa. Tôi thì thực sự đã nhiều tuổi rồi, nhưng mà được cái dịp mà gặp tất cả các anh em mà kể lại những chuyện cũ thì thực sự chứ không phải là một cái mục đích để mà đề cao cái gì hết, nhưng mà chỉ là cái mục đích rằng thì là nói lên những cái gì gọi là mắt thấy tai nghe. Khi mà có cái cơ duyên được đặt vào những cái hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, thành thử ra thì là ở trong những cái trường hợp đó thì tôi đã được nhìn thấy và tôi đã ghi nhận được nhiều điều. Thực sự ra thì những cái điều mà tôi nói là gọi là mắt thấy tai nghe thì cũng chỉ là qua cái lăng kính của một con người, cũng rất có thể là có những cái nhìn chủ quan. Nhưng mà dù có chủ quan đến đâu chăng nữa thì tôi cũng hết sức chừng có thể nói thành thực mà kể lại những chuyện đó, với cái ước mong rằng thì là nếu mình kể lại được cái chuyện đó để cho những cái thế hệ về sau, nhất là các thế hệ trẻ, hiểu qua được cái tình hình khó khăn của đất nước trong một cái thời đại nhẫu nhiên hàng mấy thập niên đó, thì may ra người ta cũng có thể được một đôi chút nhìn lại cái lịch sử cận đại của mình để mà may ra rút được một vài kinh nghiệm chăng. Thì thành thử ra hôm nay là một cái dịp cùng với Nghĩa thì tôi cũng cố mà tôi nhớ lại những cái khoảng thời gian đó. Thưa quý vị, đây là ông Bùi Diễm, người tuổi Hợi, sinh năm 1923, là con trai của học giả Bùi Kỳ và đồng thời cũng là cháu của học giả Trần Trọng Kim. Với các cái thế hệ về sau này, những thế hệ 20 tuổi, 30 tuổi mà đang khát khao những cái thay đổi cho đất nước đó, thì tôi xin phép được trở lại điều nó đã xảy ra từ 70 năm về trước, hơn 70 năm về trước. Tức là cái thế hệ mà khi mà ông Bùi Diễm ở vào cái tuổi thanh niên thì đã bắt đầu nhìn thấy những cái cơn biến động của đất nước ra làm sao. Ông khởi đi từ đó và về sau đó ông là một cái người tham gia vào một cái phong trào cách mạng, tìm cách gọi là đánh đuổi thực dân khỏi đất nước và canh tân đất nước về sau. Thì giờ xin đầu tiên hết tất cả đó là lúc mà ông Bùi Diễm còn là sinh viên thì ông đã chứng kiến những gì và ông đã tham gia những gì? Thưa, mà kể lại những cái chuyện của thời đó thì gọi là cái lúc tôi còn sinh viên thì nghĩa là
học xong tú tài rồi thì tôi cần vào học một cái lớp mà đặc biệt về toán, mà cái lớp toán đó chỉ có một hai người Việt Nam thôi, còn toàn em 14 15 người là người Pháp. Thì họ cái trường trường đó là họ để sửa soạn cho những người mà sắp sửa đi vào các trường Pháp nổi tiếng ở bên Pháp. Thế nhưng mà sau khi đó tôi học được độ 1-2 năm và những cái năm ở trường đại học khoa học đó, thì lúc bây giờ cái tình hình đất nước đã bắt đầu mà thay đổi rồi. Tôi nhớ là ngay từ năm 1940 khi mà Pháp thất trận mà bị quân đội Đức có thể nói rằng thì là áp đảo ngày tháng 6 năm 1940 thì phải, thì những người trong cái thế hệ chúng tôi và tất cả những người Việt Nam khác ấy, lúc bây giờ gần như là trông thấy gọi là một cái chân trời mở rộng ra. Bao nhiêu năm sống dưới chế độ thuộc địa Pháp mà bây giờ cái nước mà gọi là cầm đầu cái Việt Nam, coi Việt Nam như là một cái thuộc địa đó, thì cái nước Pháp ấy đã sụp đổ rồi. Thành ra chúng tôi trông thấy cái cơ hội mà có thể nói đây là đã đến lúc mà chúng ta có cái dịp để mà lấy lại cái nền độc lập cho đất nước. Thì tất cả là một cái bầu không khí có thể nói hăng hái, không phải là do những người cầm đầu ở trên chúng tôi, mà ngay trong cái lớp mà gọi là sinh viên của chúng tôi, nào là tổng hội sinh viên lúc bây giờ ca hát những cái bài hát này này, sinh viên ơi đáp lên đứng lên đáp lời sông núi. Thế rồi chỉ là những ngày thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi đi thăm những cái nơi mà gọi là cổ tích như đền Hùng để nhớ lại cái gọi là cái nguồn gốc của mình. Thì những cái năm đấy thật là sống trong một cái khung cảnh đất nước cởi mở, mà nghĩa là có thể nói rằng thì là chưa bao giờ mà có thể nói rằng trong sáng như lúc bây giờ. Tôi nhớ kể chuyện lại qua một vài phút một cái lễ giỗ tổ đầu tiên của các anh em sinh viên làm. Thì lúc bây giờ cái sân của gọi là Việt Nam Học Xã tổ chức cái ngày ấy đầu tiên dựng lên một cái đài do các anh em sinh viên làm, rồi kêu gọi tất cả các đồng bào các nơi đến để mà giỗ tổ. Thế là lúc bây giờ có kể đến hàng ngàn người người ta đến mang bánh chưng lên chất lên thành núi. Và lúc bây giờ là cái người quân Nhật hắn còn đó, quân Nhật đứng nhòm ngó, nhưng mà chúng tôi hoan hô những cái tiếng Việt Nam vang trời. Có những người mà già cả, có những bà mà cái là lụ cụ cũng có thể nói thì là rưng rưng nước mắt. Tôi xin phép được nhắc lại một chút về cái bối cảnh, cái khung cảnh đó, đó là sau khi quân Đức đã khuất phục nước Pháp, chiếm một nửa miền Bắc của nước Pháp và cho một nửa miền Nam của nước Pháp, có một chế độ thực sự ra đó, đó là mình nói lịch sự là thân Đức nhưng mà là bù nhìn tay sai của Đức. Đúng Thì rồi. ở tại Đông Dương, trong đó có Việt Nam, lúc đó là vẫn chia làm ba miền đó đó, thì nước Nhật đó đó là đã đánh thắng tất cả các quốc gia thuộc địa Âu Châu, tức là Anh, Pháp và Hà Lan, thí dụ như ở Nam Dương chẳng hạn đó đó. Thì lúc bây giờ đó là Nhật đưa quân vào Việt Nam, nhưng mà vì cái chính quyền Pháp ở tại Việt Nam lúc đó là chính quyền thuộc về cái chính phủ gọi là Vichy, tay sai của Đức, thành ra nước Pháp, nước Đức lúc à, quên nước Nhật lúc đó 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 là vẫn giữ lại cái bộ máy hành chính của Pháp, nhưng mà người Nhật đó đó là hoàn toàn đó đó là kiểm đại soát trị, hết kiểm soát hết tất cả về mặt quân sự tất cả. Và vì vậy đó đó là lúc mà ông Bùi Diễm mới kể rằng là khi thấy cái khí thế yêu nước, phong trào ái quốc và gọi là giành lại độc lập của người Việt Nam lúc đó, đó là khi mà thấy quân Pháp bị đánh gục, tức là bị khuất phục ở tại mẫu quốc đó, đó thì người Nhật đó mới đứng yên, họ nhìn cái đó không thôi chứ họ cũng không có xúi, chứ họ chưa có làm một cái chuyện gì cả, họ thấy cái đó là chưa phải là đụng đến họ, mà có thể rằng là lúc đó nhiều thanh niên mới nhìn thấy rằng là dân tộc Á Châu đó, đó là đã có một cường quốc lên mà đã khuất phục những cái nước
gọi là thuộc địa Âu Châu, thì có lẽ cái đó đó là cái khung cảnh mà vào thời đó như vậy. Vâng, tôi nhớ lắm, mà bởi vì thì là thực sự sau khi mà gọi là có cái lễ mà dỗ tổ ở Việt Nam Học Xá đó, thì chúng tôi tổ chức một cái cuộc biểu tình tuần hành. Thế biểu tình tuần hành thì tôi nhớ rõ là tôi đi bên cạnh một người có thể nói rằng thì là trên tôi, nếu người phương diện tuổi tác là anh Phan Mỹ. Thế thì đi qua cái sở Cẩm Hàng Trống lúc bây giờ, biểu tình đi qua đến chỗ đó thì anh Phan Mỹ mới giục tôi rằng thì là hô to lên Việt Nam độc lập cậu ơi. Tôi nhớ những cái lời đó, mà về sau nó trớ trêu là ông Phan Mỹ, tức là em ông Phan Anh, trở thành bí thư đặc biệt cho văn phòng của ông Hồ Chí Minh. Mà ông Phan cũng vậy nè. Vâng, mà tôi thì lại là thành một cái người của chính phủ miền Nam. Thành ra nó trớ trêu ở cái chỗ rằng thì là trong cái lúc mà cái bầu không khí mà nghĩa là hăng say như cái lúc mà gọi là dỗ tổ Hùng Vương đó, không ai nghĩ gì đến cái chuyện cộng sản hay không cộng sản, quốc gia hay không quốc gia, chúng tôi cùng một lòng. Nhưng mà rồi sau vì thời cuộc, vì hoàn cảnh mà chia rẽ đến nỗi rằng thì là chia đôi cả hai bờ, một bên thì đứng bên kia, một bên đứng bên này, và đấy tất cả là gây ra cái thảm kịch của cái đất nước Việt Nam, tăng tóc cho tất cả hàng triệu gia đình. Cái đó mình phải nên nghĩ rằng thì vì đâu mà có thế, tại sao lại có cái trường hợp như vậy thì chia đôi Nam với Bắc, tại sao tất cả những người Việt Nam mà mong muốn độc lập lại cái người Pháp không trả lại độc lập cho người Việt Nam như là người Anh đã trả lại, Ấn Độ trả lại, Miến Điện hay là người Nam Dương trả lại cho người dân Nam Dương Indonesia độc lập, mà đến nỗi Việt Nam phải chịu khổ đựng từ ngày đó cho đến về sau hơn 30 năm trời. Vì sao? Cái vấn đề, cái hoàn cảnh đó là cái hoàn cảnh mình cần phải nói rõ, không phải là để quy định trách nhiệm cho một cá nhân nào trong cái hai chế độ, bởi vì lúc bây giờ chỉ có một lòng là chống Pháp để mà giành độc lập mà thôi. Nhưng mà cũng phải nên hiểu rõ đấy là những cái yếu tố mà về sau tôi gọi là những cái yếu tố áp đặt lên tất cả những người dân Việt Nam, mà tôi gọi là những người quốc gia chúng tôi gọi là gọng kìm lịch sử là vì vậy. Rồi về sau tôi tiếp tục tôi có thể đề cập tới những cái yếu tố khác, nhưng mà đấy cũng là một cái yếu tố khởi đầu của một cái cuộc chiến tranh mà tương tàn giữa hai bên.